Các cái hướng tốt của cái tháng này, thưa quý vị và các bạn, là các cái hướng tốt của tháng này, trong tháng này mà những gia đình mà ở được những cái hướng này trong tháng này thì cực kỳ là làm ăn lợi lộc và thăng tiến. Một là những nhà ở hướng Tây. Hai là hướng Đông Bắc. Ba là những nhà hướng Nam. Và tiếp theo là nhà hướng Đông tháng này. Thì đối với nhà hướng Tây thì mang vận khí của sao bát bạch tháng này cực kỳ là vượng. Những nhà hướng Tây tháng này làm ăn tốt lắm, công danh lợi lạc đều đấy, cực kỳ là may mắn và đỏ. Và tiếp theo nữa là những cái nhà mà hướng Đông Bắc, thì đối với hướng Đông Bắc tháng này thì mang vận khí của sao kiểu tử. Thì như vậy đi, những nhà hướng Đông Bắc lợi lộc cực kỳ đến, đến đủ đủ. Tiếp theo nữa là những nhà hướng Nam, thì bản thân hướng Nam là tháng này là sao nhất bạch nó chiếu đến. Thì như vậy đi là công danh tài lợi của những nhà mà ở hướng Nam tháng này thì khá thành công. Và tiếp theo nữa là những nhà hướng Đông, thì hướng Đông thì mang vận khí của sao tứ lục, thì tháng này thì khá thành công, công danh tài lợi đấy. Nhất là những người mệnh hỏa mà lại ở hướng Đông tháng này thì tuyệt đỉnh. Thì như vậy đi là để biết được tất cả những cái vị trí của các ngôi sao chiếu đến trong cái tháng này với những nhà mà có hướng đẹp mình vừa mới nêu trên, tức là tuần tự của nó thì chỉ có từ nay cho đến ngày mùng 10 âm lịch tháng 7. Đấy là trong vòng một tháng thôi thì các cái hướng nhà nó cực kỳ là đẹp, thì là mình phải nắm rõ được đấy, thì chấp thời cơ đấy để vận dụng vào làm ăn, công danh công chức thì tự nhiên nó sự may mắn đến, tranh thủ chấp lấy thời cơ. Bởi vì sao? Đối với hướng Tây nó mang vận khí của sao bát bạch, thì những người mệnh kim, mệnh hỏa và mệnh thổ là ở hướng Tây của tháng này cực kỳ là hên, may mắn và tài lộc. Đối với hướng Đông Bắc thì nó mang vận khí đấy, thì như vậy đi của sao tiểu tử thì tất cả những người mệnh kim, mệnh thổ, mệnh hỏa và mệnh mộc đều khá thành công của tháng này. Thế còn đâu là những nhà hướng Nam thì mang vận khí của sao nhất bạch thì tháng này thì nó vừa, thì những nhà mà những người mà ở ví dụ chẳng hạn như là mạng mộc, mạng thủy, mạng kim cũng đều khá, cực kỳ may mắn rồi. Còn những nhà hướng Đông thì vận khí của sao số sao tứ lục thì như vậy đi là tốt cho những người ở những nhà hướng Đông tháng này. Ở trong nhà thì như vậy đi, những người như mệnh mộc, mệnh hỏa và mệnh thủy là công danh thành đạt, nổi ngay lập tức. Như vậy đi, mình chia sẻ cho quý vị các bạn là tất cả những cái hướng nhà tháng này là cực kỳ là may mắn. Thì như vậy đi, chúc quý vị các bạn ở hướng nhà Tây là 1, Đông Bắc là 2 và Nam là 3 và hướng Đông là 4, chúc các bạn thành công. Hẹn quý vị các bạn ở chương trình sau. Thân ái, chào quý vị các bạn.